Ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải chủ trì. Tại họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 42.256 cơ sở là cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tương tự như chung cư mini. Đa số các nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê đều được trang bị, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, căn hộ cho thuê nói chung, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy và cháy lan do quá trình sinh hoạt sử dụng nhiều thiết bị điện không đúng cách, không an toàn. Hiện nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cấp bách các kế hoạch kiểm tra chuyên đề tổng kiểm tra, rà soát các mô hình nhà trọ tập trung đông người và trên tinh thần kiên quyết nếu có sai phạm thì sẽ xử lý triệt để bằng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 14 tháng 9, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam xác nhận số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng, địa chỉ số 2B, đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An đã tăng lên 141 người, trong đó có 34 người nước ngoài. Các bệnh nhân bị ngộ độc hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Các mẫu hàng bánh mì đã được lực lượng chức năng chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang để kiểm tra, dự kiến khoảng 7 đến 10 ngày sẽ có kết quả. Kết quả kiểm tra ban đầu ở tiệm bánh mì này, khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh, thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy. Ngày 14 tháng 9, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận 3 vị trí sạt lở nặng trên quốc lộ 27C, nối thành phố Đà Lạt và thành phố Nha Trang. Cụ thể tại vị trí km 105+300 quốc lộ 27C thuộc thôn 1 xã Đạ Sa huyện Lạc Dương bị sạt lở, đã kéo toàn bộ một làn đường xuống phía ta luy âm, trải dài hơn 20m, sâu khoảng 5m. Tương tự tại km 108+050 quốc lộ 27C thuộc xã Đạ Sa cũng bị sạt lở một đoạn ta luy âm trải dài khoảng 20m, uy hiếp trực tiếp kết cấu tuyến đường. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, tại hai vị trí trên đã được bố trí 5,45 tỷ đồng để thực hiện khắc phục sạt lở, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Tại km 80+300 quốc lộ 27C, đoạn qua thôn Tu Bo, xã Đạ Trai, huyện Lạc Dương, cũng vừa xuất hiện điểm sạt lở sâu khoảng 10m, chạy dọc khoảng 15m. Chiều ngày 14 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường, chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ vi phạm hành chính vụ làm đường trái phép trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Tại buổi kiểm tra, đại diện chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Đất Việt Đà Lạt cho biết, đơn vị chỉ làm đường chôn hệ thống điện ngầm phục vụ dự án, không có ý định làm đường giao thông. Tuy nhiên thực tế tại đây, đoạn đường dài đã được san gạt rộng từ 3 đến 5 mét, một số khu vực bờ đất cao trên 5 mét đã được máy múc san gạt, nhiều cây xanh cũng bị đất vùi lấp gốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư khắc phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm, sau đó lập hồ sơ thủ tục trình cơ quan chức năng xem xét cấp phép làm đường điện ngầm. Ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có văn bản thống nhất phương án triển khai thanh thải, khơi đào lòng sông Phan nhằm hạn chế ngập lụt trên đoạn đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam nhận được công văn của Ban Quản lý Dự án Thăng Long về việc thanh thải, khơi đào lòng sông Phan đoạn từ hạ lưu cống K25+416 đến hạ lưu cầu sông Phan km 24+348. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết Dầu Dây thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Sau khi khảo sát thực tế vào ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam cho biết đoạn đề nghị thanh thải khơi đào lòng sông Phan có chiều dài 1.500m, chiều rộng lòng sông tính từ hai bên bờ khoảng 25m. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, tại lý trình km 25+419 cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua tỉnh Bình Thuận xảy ra ngập nước, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.
Cập nhật thông tin từ thị xã Sa Pa, Lào Cai, đến trưa nay ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng ở xã Liên Minh và thị xã Sa Pa đã tìm thêm được một thi thể mất tích do lũ cuốn. Như vậy, đến thời điểm này, có 6 người thiệt mạng và 3 người còn mất tích do mưa lũ tại tỉnh Lào Cai. Theo thông tin của cơ quan khí tượng và người dân ở thị xã Sa Pa, trong tối ngày 12 tháng 9, ở thị xã Sa Pa và nhiều nơi thuộc tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn, khiến nước lũ tại con suối Nậm Bá dâng lên đột ngột, hình thành lũ ống tại các thôn Nậm Thang, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Anh Phàng Cáo Sen ở thôn Nậm Cang, xã Liên Minh kể lại, khoảng 20 giờ 30 phút mưa rất to, 4 người trong gia đình anh Sen phải bám vào cây để thoát dòng nước lớn. Ngày 13 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp đến hiện trường xảy ra lũ ống tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn sau thiên tai. Ngày 14 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Hoài Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh ban đầu, khoảng năm 2022, Võ Hoài Nam công tác tại Ngân hàng Kiên Long, chi nhánh An Giang, được phân công nhiệm vụ giải quyết thủ tục hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Từ cuối tháng 7 năm 2023, Nam đã mượn tiền của 6 người là người thân và người làm chung ngân hàng, trên 4,3 tỷ đồng với lý do Nam cần tiền gấp cho người khác, gia đình vay mượn để đáo hạn vay ngân hàng. Khi nhận được tiền, Nam đánh bạc ăn thua bằng tiền trên mạng Internet và thua hết. Qua tuyên truyền vận động, Nam đã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn tỉnh An Giang.